Đây là mẫu gắp gỗ Hồng Gia 930 anh chị nhé. Đây là máy này. Máy móc này rất là khô nhé. Đây. 155 triệu. Cần rất là dài luôn. Con này cần 5 mét. Xả tải 5 mét. Thích hợp anh em làm ván bóc. Để bán thành lý cho anh em đấy. Phanh hay quả phanh hơi rồi. Đấy, phanh to vật vã nhé. Đóng rất là dày đây anh em nhìn này. Sắt xi đóng dày lắm. Đấy. Cần dài 5 mét. Hồng Gia. Kẹp gỗ nhá. Đây. Đây cửa kẹp gỗ nó. Đây. Cabin chỗ này bị vỡ kính thì em sẽ xử lý lại, em sẽ thay kính mới vào đây cho anh em. Lốp đây. Nói chung con này là đều đẹp đấy. Đấy. 155 triệu đồng. Máy đang ở Phú Thọ. Được cầu dầu kìa. Số tự động cầu dầu 930. Đấy, máy 930 đây. Đời 2017, máy 55 kW. Đấy anh em nhé. Và thanh lý đấy. Số điện thoại là 0968 110 299. Máy đang ở Phú Thọ. Kẹp rất đẹp. Đây, quả kẹp nó rất đẹp luôn. Đóng rất dày nhé.